mình theo cái dòng cho được mấy cái càng cua đá thành không đoán là nhiều không ạ, nhưng là không cái dòng nó lộn đoán là rất là nhiều, nhưng mà không mình không học thôi gì, mình thích ăn cái gì để chất lượng hơn xíu là buffet. Thì mình không ăn nhiều, mình ngồi với các anh em đồng đội quê hương và tổ quốc thôi, ngồi uống nước rồi chơi nói chuyện thôi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đoàn thực sự của mình, đó là mình thích ăn cái gì đó nó đặc biệt hơn xíu, chẳng hạn như là stick và tôm hùm, còn cái tóc bay vậy đó. Rồi trở lại để coi trong này, trong này là cà phê, cái cà phê là quán bar nhẹ thôi. Rồi mình quay cho xem sơ sơ thấy cảnh ban đêm của quán cà phê quán nhẹ. Đây là những người ta sau khi ăn nhà hàng xong á, người ta vô đây ngồi uống cà phê thư giãn, hàng nguyên tâm sự đó. Hướng như này là về đại sảnh đó. Thì trong một cái resort thì là nó rất là nhiều chia khu ra, nhưng mà cũng người rồi đông nhá, không buồn giống như đám em đi bùi giọt bữa né hay là những resort ở chỗ khác, nên quen có một hai người khách rồi tắt đèn với tôi thôi được không á. Ồ đây nè, rồi bây giờ mình đi ngang qua đây cho các bạn thấy nè, đó không gian của nhà hàng. Đây là nhưng mà một nhà hàng nữa, không phải là cái buffet này khác nữa. Đây là nhà hàng đây cho các bạn thấy nè, Mexican nè, là nhà hàng Mễ, là thuần túy chính gốc của người Mễ luôn đó. Thôi mình không thèm vô, mình đứng ở đây cho đợi mình không ăn đồ Mễ, nhưng mà mình ngoài thấy cũng rõ lắm, thấy không? Nhà hàng Mễ thì mai mốt mình vô nhà hàng Mễ mới quay một vòng cho các bạn xem đó. Đó là người Mễ thì ăn mấy cái cuộn cuộn đấy mình nói trong cái phay giống rồi đó. Đây là nhà hàng Japanese. Đây Japanese là nhà hàng Nhật, nhưng mà nhà hàng Nhật ở đây bếp nghỉ á, bếp đi Nhật chơi à. Mình sẽ ăn cái nhà hàng này là Crystal, một cái nước mình vô mình đưa một dòng cho các bạn. Bây giờ là sau khi mua mình vô á, thì mình đăng ký số phòng mình. Thì lúc nãy mình đăng ký rồi, thì người ta sẽ ghi vào cái list này. Xong rồi người ta sẽ đưa mình một cái electronic bip. Thì ví dụ mà tới mình, người ta nói mình đợi từ 5 phút tới nửa tiếng, thì khi nào tới thì nó sẽ bip, thì mình sẽ đi vô. Trước là cá rù xung thiên, phong cảnh thì rất là khá yên tĩnh, bán hàng vô mất. Nhưng mà mình thì mà cái crystal này mình đi rất nhiều lần rồi, ở resort nào Rio ở Jamaica, Rio Jamaica gì Dominican okay. Rồi những cái Rio nào resort nào ở Nam Mỹ đều Punta Cana đúng rồi, đều có cái menu giống nhau, sẽ đang giống như vậy. Bây giờ mình sẽ được cái bếp mình ra đi, mình vào quán bar mình coi, đây quán bar cho người ta ngồi thư giãn nhẹ, không các anh các chị quán bar uống nước thư giãn. Đây có một sân khấu nào đóng phim, thì người ta sẽ nhiều đêm mình sẽ chiếu phim những bạn xem phim Mỹ, phim Bể, phim gì đó. Quan cảnh gì đó là khái là nhưng qua những bên này là hai sân khấu luôn, bên kia là sáu nhạc đó, các bạn có thấy không? Tức là cho thực khách người ta xem gì đó xem không, ai ngồi thì người ta cũng ngồi cho mình một nước hết đó. Tức là không, rồi mỗi đêm cái này là diễn ra mỗi đêm từ thứ hai tới chủ nhật đó. Đêm nào cũng có như là lại nhạc sống như vậy, hoặc là chiếu phim Hollywood bên này đó. Rồi tối nữa thì còn có vũ trường club đó, giờ các bạn nhìn thấy nè, hồ bơi nè, các bạn thấy hồ bơi không, rất là yên lặng lặng lẽ, bây giờ không còn ồn ào như ban ngày. Cái cảnh ban đêm những ngày nó khác nhau, thì mình sẽ đi một vòng như vậy các bạn xem đã ghi hình, những bạn xem không, là cái không gian nó rất là thoáng mát. Ở đây bây giờ là ở nhiệt độ khá là mát mẻ, nằm tầm khoảng 26-27 độ.
ban ngày thì nó lên được 3 mấy, nó cũng gần như nhiệt độ giống Việt Nam vậy các bạn. Nhưng mà giờ mùa này là mùa mưa. Đó, mùa này là mùa mưa từ tháng 9 tới tháng 11. Đó là mùa mưa của mẻ. Đó, thì mùa này hơi phủi xíu tại vì mưa. Nên các bạn mà đi vào Mexico vào mùa này các bạn hãy nên cầm theo cái bình xịt mũi để xịt mũi. Đó. Giờ ra ngoài này nhìn là không thấy gì hết luôn. Một không gian này là im lặng. Biển là ngoài kia. Đó. Nhưng mà gió cực kỳ mát các bạn. Wow, cực kỳ mát luôn. Rất là đã. Đó. Đó là cái khu vực hay là không đó. Khách du lịch vô đây không có phiền hà những đầu phải trả giá hay là phải suy nghĩ ăn cái gì hay chơi cái gì hay là mọi thứ họ đều chuyển hết. Đó hiểu trên lịch trình chứ lại mình coi cái lịch. Đó là cái lịch thì ghi cho biết là bữa nay là các chương trình này thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Giờ là có những chương trình gì. Đó thì ta cứ theo chương trình đó coi. Đó. Và sân khấu thì họ diễn các sự mà hát một bài xong rồi không chắc như là dược tây đó rồi nước uống này nọ rồi tức là vô tư chứ không có phải là nên các bạn gia đình Việt Nam mình cực kỳ thích đi những chỗ này tại vì ở những chỗ này cho nên mình bắt đầu biết người Việt Nam mình thích nhậu mới không thích uống bia đó uống như là đá thành ra là đây các bạn uống vô tư bia liều có đó, bia rượu tequila rum đó là các bạn uống vô tư uống thoải mái. Đó, thành ra ở Việt Nam mình cứ tụ họp lại rồi các anh các chị mình gọi là đem theo thảo dược đó. Đó rồi cà phê pha rồi uống rồi nghỉ dưỡng nghỉ không chơi cả ngày cả đêm thành ra rất là thích đó không phải đau đầu không phải mặc cả chị giác cả hay là phải suy nghĩ làm gì đó. Đó thành ra tại vì Việt Nam mình đã gọi là cái tụ họp lại mỗi năm là đi đây là cả tuần vậy. Đó, cả tuần mà thật sự nếu mà tính ra quy ra mà đi như một chuyến ở Việt Nam ở resort mà resort Việt Nam á khá đắt các bạn đó còn ở đây đi resort đây các bạn thấy vừa coi là tất cả vé máy bay khách sạn bao gồm nhà hàng 5-6 cái nhà hàng uống rượu bia thoải mái trong nhà hàng ta tôm hùm steak bữa nay là mình ăn được càng cua đá đó mọi thứ đó tức là họ cũng thay đổi món chứ không phải là cho ăn một món một đó thành ra thì cái đó là cái resort năm sao mình biết còn những cái resort khác thì có thể là đồ ăn nó hạn chế xíu nhà hàng giảm chế nhưng mà cũng không có tệ đâu mà không phải như Việt Nam mình mà đi vô không ăn một cái con tôm hay là một con cua gì đó quất một phát mấy triệu bạc nó thấy đó sao sao nói thì các bạn nghe ở Canada mình một con tôm hùm Canada bên Canada mình ăn chỉ có 15 đồng 20 đồng là một con bạch trà đá rồi đó con rồi bự là 30 đồng vậy thôi à nhưng mà Việt Nam ăn một con tôm hùm 2-3-4 triệu bạc thậm chí có con lên 10 triệu một con tôm hùm trong đó bên này có mấy chục đồng là tính ra bên này đâu không mấy trăm ngàn đó rồi tại sao resort thấy không mình Việt Nam mình rất là biến đi mấy cái resort thứ nhất nó rất là buồn thứ nhì vô đó phải chỉ là ở khách sạn thôi còn ví dụ nhà hàng á các bạn bạn phải như là suy nghĩ đi bữa đấy ăn nhà hàng nào ăn cái gì đó như có những resort người ta cũng bao luôn cái nhà hàng buffet nhưng mà vô ăn buffet nhà hàng mình thấy những bạn làm youtuber quay buổi sáng ở nhà hàng buffet ở một resort ở Việt Nam wow người quá đông và bây giờ là Trung Quốc quá là nhiều rồi là khi Trung Quốc họ đi tới đâu là như là nhà hàng ở đó như là cặp tràn lan như là họ danh dự nhau rồi bắt đồ ăn với nhau thật ra mình cực kỳ ngại luôn mình không có thích cái phong cảnh đó mình đi là phải thoải mái ăn uống phải vô tư đó chào mọi người rồi mấy chị mấy anh chị ăn xong mới ăn đó chưa rồi không giờ coi nhạc đi đó cho nên mình đây thích ở đây là vậy cái là ở đây là không rất là nhàn hạ rất là thoải mái không có gì phải lo ngại không có gì suy nghĩ vâng không thể ra bay này mình rất là mừng năm nay mình đi này các anh các chị ai cũng nói mình thay đổi rất là nhiều thứ nhất cảm tóc cái gì mình ốm khá là nhiều đó thành ra mình hy vọng năm sau mình đi chuyến này nữa dẫn đi chung với anh thì đó mình sẽ được ốm thêm chút xíu nữa được không rồi gọi là mình luôn giữ gìn cái lực mỡ của mình đó. Mình giảm được bao nhiêu mình giảm mình không có muốn tăng lực mỡ quá đà
không có bơi vô ban ngày nhìn thấy thoải mái. No problem, mình cũng có thể nói gì luôn nhưng mà tất cả đi có cho bài nên á thành ban đêm thì á cảnh thấy ban đêm chỉ cảnh thấy không đó, hồ bơi thì á cái hồ bơi vậy nha nhưng mà trong cái riêng thì á đang tôi cần một hồ bơi là một mình thấy vậy thôi nhưng mà cũng cảm giác là 5-7-8 cái hồ bơi rải rác trong cái mảnh đất này đó, bữa nay bạn thích bơi đây mình bơi mai khách sạn tuyệt vời dạ yeah, tuyệt vời đó hai chị mình đó khách sạn tuyệt vời có ăn ngon cái gì đó dạ dạ đúng rồi à, mấy chị mình hầu như là nguyên đội mình ai cũng thích cái chuyến đi này ăn uống ngon khách sạn ok phục vụ tận tình và như Việt Nam mình được cái đi đâu á bán nhân viên phục vụ rất là hay rất là nhiệt tình các bạn biết tại sao không người Việt Nam mình chịu bon đó bon thì phê rất là thoải mái nhất là trong gia đình Việt Nam ngồi xuống như là người nào cũng như là cái phong tục đầu tiên là phong tục đó là lúc nào cũng là không bao giờ quên đó, còn Tây mà đi mình biết nha Tây tụi Tây vô tụi Pháp tụi này nọ đó qua đây ngồi ăn xong đứng xách đi không hề cho biết tê tiền bo là gì luôn đó, nhưng người Việt Nam mình thấy ngồi xuống đứng lên là có tiền ngồi xuống đứng lên là có tiền cho nên mấy bạn tiếp viên rất là nhiệt tình rất là thích thì thật sự cuộc sống mà mình cũng thông cảm được cái bể này nó không phải là cái thứ tự do giống như ở Mỹ hoặc Canada Úc hay là những cái thứ Anh Quốc hay nào mà có được một cái thu nhập tốt thì cái người bể này họ làm cũng gọi là lao động đó nó cũng dạng nghèo nghèo không chừng nó vui Việt Nam mình luôn đó nên thành ra người cái người mà làm ở trong resort này các bạn cái dụng vụ là đa số là họ có được một cái thu nhập cũng tốt so với những cái người chỗ khác đó nên thành ra họ không nhờ là nhờ cái tiền bon các bạn nhờ tiền bon đó nhờ, thành ra nếu mà ai mà đi du lịch nếu mà không cộng lòng xíu thoải mái xíu không coi như là mang lại nụ cười cho mọi người thì họ sẽ bon xíu đó, nó không có làm nghèo nhưng mà nó cho họ được một cái niềm vui một cái thực tế trong cuộc sống để học dụ các bạn một cách nhiệt tình hơn đó. Bây giờ mình đi đâu mà đi du lịch đi ngồi hay mình ăn uống thì mình cũng khách với khách sạn người ta phục vụ phòng mình phục vụ ăn mình những cái gì mà ai phục vụ cho mình rất là cảm giác khi mà mình bo họ mình cảm giác rất là vui rất là người ta mình mang thành một nụ cười thậm chí bây giờ mình đang ngồi với một ai mà có ở như là Việt Nam nhiều khi mình gặp những các bạn bán hàng rong hay những bạn không có nhiều khi chém mình xíu mình cười mình biết là bị chém á nhưng mà thôi mình cũng thôi kệ đi họ không khả năng là không có điều kiện họ mới làm như vậy thôi chứ nếu mà họ có điều kiện thì họ cũng làm được mình nghĩ như vậy thôi cho nên mình khi mình được cắt chém mình cũng vui mình cũng thấy là mình coi như là mình cũng dạ nai nai xíu coi như là mình biết rồi mình giúp cho họ có vé giúp cho họ có một cái thu nhập gì đó nhưng mà đừng có quá đáng thôi đó nghĩa là đừng cái gì mà chém mình kiểu mà giống như là mà nhiều taxi Việt Nam mới không cái taxi mà cái dù á cái đáng là đầu nửa taxi có 100 ngàn mà các bạn ấy trên tên 1 triệu thì cái đó hơi quá đáng cái đó là không được đó, nhưng mà ví dụ không một cái món đồ đó ví dụ như là 100 ngàn các bạn nói là 150 ngàn hoặc là 180-200 ngàn double giá gấp đôi thì mình cũng ngại đó tại vì không trời thương mình cũng có được cái cuộc sống thoải mái thì mình cũng không giúp cho các bạn ấy một nụ cười thì ra một giờ 100 ngàn cũng đáng và làm gì cũng phải vừa phải thôi đừng có làm quá đó là mình chỉ là chia sẻ chung chung vậy thôi chứ mà còn ai như thế nào thì mình không biết mà riêng mình như vậy đó. Nên giờ mọi người mà đi Việt Nam mình nhất là gia đình Việt Nam mình mà đi bất cứ resort nào mình biết đi đâu resort nào họ rất là nhiệt tình về cái vấn đề mà ta tiền bo người ta cứ ngồi xuống là gặp khách bàn rồi ưu đãi rồi thức uống rồi không rượu bia rồi những cái gì là họ cứ liên tục là hỏi mình cần cái điều gì là họ sẽ giúp cho mình rất nhiệt tình nên các bạn rất là hài lòng với chuyến đi này đó. Thì mỗi ngày thì mình đi qua đây thì mình cũng mong được chia sẻ với các bạn một cái gì đó trong cái video đó. Thì đôi khi mình ngồi với các bạn đông quá mình cứ ngại nói đây với mình là nó nằm trong một cái thế hệ khác nhau đó. Ê very handsome, very handsome. Yeah. Enjoy yourself. Yeah. Bàn tay thì dễ thương nhưng bàn tay thì thích thấy mình quay thì cũng không biết còn quay YouTube cũng rất là thầu thật cái vui nhưng mà đôi khi những bạn nhiều khi có những người mà không có quen không kích thích thì họ hơi ngại ngại xíu đó, thì mọi người mỗi ý mình cũng không có ấy nhiều khi tập tiếng trong
trong đoàn như các những anh chị lại mình cũng không hiểu, cái lúc anh chị lại thích lên trong kênh, cái lúc anh chị lại không có muốn lên trong kênh, mình cũng không biết được ai là người thích lên và ai không lên đó. Thành ra mình cũng chung chung thì nếu mà mình có mà lỡ gì mà quay chút người những ai mà anh chị nào mà không thích lên kênh thì mình xin lỗi trước đó. Còn nếu mà ai thích lên thì cứ thoải mái, cứ nhảy vô mà cứ vô tư, tại vì không mình quay phim cho mọi người chia sẻ với anh em để sau này anh em coi lại để mà biết được cái cuộc sống khi đi chơi du lịch chung với cả hội như thế nào, có những kỷ niệm thì mình nghĩ là quay hình để cho các bạn các anh chị có kỷ niệm thôi, chứ mình không có phải là quay cái này để gì một cái gì đó, là mục đích gì đó, là để kiếm tiền hay là để PR cái YouTube của mình thì mình không có. Thế nên mình đâu YouTube mình đâu quay với anh chị, với anh chị mà U50 60 70-80 gì nữa, mình kiếm làm chân dài là mấy em mừng mở mình quay để mình cái kênh YouTube nó mới nổi chứ còn hello chị ăn no chưa, ăn no gì đi chơi không rồi kiếm làm chơi này à, chị này vui đó chị thích là đồng kính á, mà còn cái chuyện gì thì không thích là đồng kính thì mình cũng nói trước đó, mình không cố tình thì mọi người một ý không ai ai cũng giống mình, nhưng mà giống mình được xưa bằng cách mình được xưa mình cũng thích đồng kính. Nhưng mà từ khi mình thuyết phục bản thân là muốn quay cái này để cho sau này mình coi lại kỷ niệm. Dạ, ăn no chưa mấy anh, ăn no chị nói chưa, giờ đi chơi đâu, đi chơi. Hello mọi người. Hello mọi người hả, được trai được gái không? Đi xem ca nhạc đi. Chính xác luôn nhỉ. Đi xem ca nhạc đi cả. Dạ, đi coi ca nhạc rồi, có gì ra kiếm chương trình chơi tiếp. Ca nhạc đó, chơi cái chạy đi đâu, chơi cái chạy đi đâu, chạy đi đâu. Anh vui quá. Hello. Anh chị thích lên ông kính thì mình cũng rất hoan nghênh. Cảm ơn anh chị đã ghé cho lời chào. Cảm ơn các bạn đã thích theo dõi. Thì mình nói nghe mình làm YouTube mình không phải là để làm để một cái mục đích gì hết. Thì sau này các con coi, con mình thấy là không, đã đi ok, hai cây. Đây thì nói cũng không thôi, nhiều khi đây cũng biết khi nào nhắc tới đứa con, nhưng mà đã đi đâu đó thì cũng nhớ đứa con, thì cũng muốn các những cái chuyến đi sau này đã đi về đứa con đi chung với nhau đó. Như là má như lớn rồi, con lớn rồi, con bây giờ không 16-17 tuổi rồi đó, do tình cũng lớn rồi đó, nhưng mà cho nên I don't see you touch me at all, so that really make me sad, but I can't change that, right? Ethan, you good boy, you've been calling me and texting me quite a bit, so that's really good, keep it up, okay? Well, daddy here by myself, and you know, I always miss you guys, think of you guys, and I make sure I stay healthy, get fit, and make sure, you know, I will be there when you guys need me. Because right now, it seems like you guys really enjoy with your life, enjoy with your, you know, the way you're living with right now, so I'm not getting involved. But when you are ready to be with daddy, and you let me know. Đó, thì trong cái đó thì nói tiếng Anh đó, thì nhiều khi nó đi cũng muốn không có tiếng Việt, thì ví dụ tiếng Việt đi để nói cho con, khi nào là con đã đi không ở bên cạnh tụi con, cứ khi nào tụi con không đã đi thì đã đi ở đây để bằng làm được điều đó thì mình stay healthy, mình giữ gìn sức khỏe và sống thật thì tốt, để mà sau này khi mà tụi con lớn lên thì đã đi vẫn còn sống với chị khỏi đời này, để khi tụi con cần cái đã đi thì còn cái đó, còn cả là bây giờ tụi con cứ vui chơi cứ như một đứa bé, một đứa làm những cái việc tụi con muốn làm, từ đó thì không có cái điểm con đó, thì tụi con cũng quen cái cuộc sống bên cạnh bên ngoại bên mẹ của tụi con, thì tụi con cứ enjoy cái tương lai đó, nhưng mà tới khi tụi con ready cần ra đi từ đây cũng ở bên cạnh con thì từ đây không nói thì không biết gì thôi. Thì chia sẻ chung đó, thì mình nói mình cũng mới nói như là thì mình cũng nói chuyện với các anh của cha bố, ví dụ mình trong cái tình trạng như mình không được gặp con đó, thì thương con mình đã trong lòng đó, thì mình không cần mình bây giờ mình cũng không cần phải đi chiến đấu, không phải đi mà ra quận ra tòa và quay đi ngày nào để làm một cái trận chiến giữa mà tinh thần hai bên đều quan trọng, thì con là máu bụng của mình lớn lên nó không biết con mãi mãi là con của mình đó, nếu mình thương nó mình không bảo vệ nó thì cũng là nó là con của mình đó, cho nên thành ra mình chia sẻ đôi khi mình nói những cái personal nó hơi đụng về cái chuyện cái thương của mọi người, nhưng mà mình không có nói cho bất cứ người nào, mình chỉ nói là chung chung thôi đó, thì mình lấy cái điển hình là con đường mình đi qua, mình trải nghiệm như thế nào mình cũng chia sẻ khi lên âm thanh đó, để mà có ai có thể mà không cùng nằm trong tình cảnh của mình thì cũng có thể coi cái video này trong sự phấn đấu một chút xíu gì đó nghị lực cho cuộc sống. Giống như mình đi này mình rất là nhớ ông mình, nhưng mà mình không khi nó đi được rồi nó không đi được thì không lẽ mình cứ ở cái nhà mà mình hoài thì cũng không được đó, thì mình cứ làm những gì mình cần làm, mình đi những gì mình cần đi, mình gọi là phát huy mình phát huy cái tài năng cái bản năng của mình bao nhiêu tốt thì mình cứ làm đó, cho mình
sau này thì sẽ còn đó. Cho nên mình phải cố gắng, chứ không thể nào mình vì một cái buồn gì đó hay là một cái gì đó mà mình bỏ cuộc. Nếu mình bỏ cuộc thì là sau này con mình không có cơ hội luôn. Đó, khi mà bạn đã bỏ cuộc trong cuộc sống, bạn bỏ cuộc rồi thì bạn không còn phấn đấu, không phấn đấu rồi thì bạn không đi tới con đường thành công. Nên bắt buộc bạn phải phấn đấu và phải thành công thì bạn không thật sự thì lúc đó con bạn nó khi nó cần tới thì bạn mới có cái khả năng để mà vươn tay ra đón nhận nó và giúp đỡ nó. Thì mình chỉ mong có ngày đó con mình nó có cần cái sự giúp đỡ của mình là mình rất là cảm ơn, rất là buồn điều đó, chứ mình không hề là nghĩ là phiền tại vì nó cần sự giúp đỡ của mình, chỉ là nó còn nhớ tới mình. Đó là mình cho được một cái gì đó này, đó là một cái cơ hội để cho trẻ con được gắn bó nhau, được đoàn kết nhau, được bên nhau. Thì cái đó không có ai mà ngăn cản được hết. Đó, thậm chí bây giờ mẹ nó có nói như thế nào, có chia cách cha con như thế nào, có nói xấu mà như thế nào, có làm như thế nào nữa. Thì đó cũng chỉ là lời nói lúc còn ấu thơ nó chưa hiểu thôi. Nhưng mà khi nó lớn lên thì nó sẽ hiểu. Đó, thì nó lớn lên thấy tại sao đã đi như vậy, đi chơi gì vẫn nói gì nó, vẫn nhắc gì nó mỗi ngày. Đó, là đã đi không có phải là không bao giờ là quên con. Đó, đi chỉ là không thể nào thay đổi được những cái gì hiện tại thì tôi định phải cố gắng làm cho những cái gì tốt cho tương lai. Ok guys, I love you all. I love you all. Grow up, be healthy, strong boy, be the best of you all. And daddy always care for you. Ok, I love you so much. Ok, mình tạm dừng video tại đây. Mình chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống, sức khỏe và mọi thứ được tốt đẹp. Rồi chúc là mình sẽ vô cái phòng ăn của mình trong nhà hàng Crystal này, thì mình sẽ quay chụp hình trước nhà hàng này để các bạn xem là coi nhà hàng này nó sẽ cho mình xem quán thế nào. Ok, hẹn gặp lại các bạn sau. Every single day.